Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Duy nha. Thì hiện tại Duy đang ở trong suối đó nha. Thì hôm nay mình đi câu suối nha. Thì mấy bữa nay cũng ở nhà mưa quá không có đi đâu được hết. Hôm nay ra suối chiến nha. Suối này nước quá lớn luôn cả nhà. Thì mình mới ra được cần nha. Mới ra được cần thì bây giờ tiếp tục ra tiếp nha cả nhà. Thì hôm nay nước lớn quá không biết câu kéo sao đây, nhưng mà sẽ cố gắng quay cá để cho cả nhà xem. Cả nhà mình mới biết đến kênh mình thì cho mình một like, bấm đăng ký ủng hộ GTN nha, để xem thêm nhiều clip về câu cá, về cắm trại, nấu ăn này kia đồ của mình nha. Còn bây giờ thì mình mời cả nhà cùng theo chân mình đi câu cá nha. Ok cả nhà, mình đã ra được 3 cần rồi. Thì bây giờ chờ có tín hiệu cá ăn thì mình sẽ quay vô nhà coi nha. Cây này có tín hiệu cái gì cả nha. Mình kéo lên nha. Nhà mưa quá mình mới vừa dọn đi chỗ khác, chỗ đó câu không có ăn luôn, mới giờ thấy có suối khúc khác hay cả nhà. Thì mới quấn một trận mưa đó, nước tràn luôn cao su. Thì giờ mình tiếp tục ra cần nha cả nhà. Cá mè núi nha, giết nào hai luôn. Có nhớt
có tín hiệu quá nha. Trời sướng luôn. Hey, vừa qua chỗ dời qua chỗ cũ, mấy chỗ kia câu không có khả quan, nên được em chạch là quá ngon ấy rồi. Ok, mình sẽ gửi cá nha, biết nuốt lưỡi hết rồi. Ừ, nuốt tới trong luôn. Ok, yeah. Sát bên luôn, ngay chỗ mình ngồi quăng ra phía bên đó 2 cây, 2 cây này mới có tín hiệu. Cá lăng vàng nha, nhưng mà nó còn nhỏ quá, mình thả nha. Một em cá lăng vàng mini nha, nhỏ quá thả nha. Câu không có ăn uống gì hết, đi từ hồi 12 giờ đến giờ 5 giờ rồi. Tính luôn cá mình thả là câu được có 4 con. Để mình quay thành quả cho cả nhà coi nha. Đây cả nhà, được 1 cá chạch với 2 cá trắng với 1 con cá lăng mà mình thả rồi. Cá lăng nhỏ quá mình thả rồi, cá chạch cũng bự cũng mập. Giờ bữa nay câu sao đó. Ok cả nhà, thì mình cũng xin kết thúc clip đây luôn cả nhà. Giờ mình cũng cần mình đi về. Bữa nay câu 12 giờ tới 5 giờ luôn. Có 4 con cá. Rồi mình đi về nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà các clip tiếp theo nha. Đi câu cũng không phải là bữa nào cũng có cá đâu. Bữa nay là coi như là mớm rồi. Câu giờ là không có ăn rồi. Ok, thì mình đi về nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Yeah.
hẹn gặp lại cả nhà các clip tiếp theo nha. Okay, bye bye.